Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 23 tháng 9. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo khung giờ địa phương. Trước hết, hãy nói về đợt tấn công của quân đội Ukraine nhắm vào miền Tây lãnh thổ nước Nga. Đúng, bạn không nghe nhầm đâu ạ. Quân đội Ukraine đã thực hiện điều này một lần nữa. Chúng ta có một bức hình cho thấy các điểm cháy bất thường. Kho đạn ở phía nam thành phố Toropets là mục tiêu bị nhắm đến. Hậu quả có vẻ tương đối nghiêm trọng. Ngoài ra, các nguồn tin bổ sung rằng khả năng cao quân đội Ukraine đã sử dụng vũ khí của phương Tây để thực hiện đợt tấn công này. Còn nhớ chỉ cách đây vài ngày, vẫn là thành phố này, quân đội Ukraine cũng đã tấn công vào một kho đạn dược khác nằm ở phía đông. Chúng ta có video cho thấy các vụ nổ và hậu quả nặng nề đến mức mà các kênh tin nói rằng đến lúc này, bên trong kho đạn vẫn đang xảy ra cháy nổ và quân đội Nga chưa thể dập lửa được hoàn toàn. Cần phải hiểu rằng còn vài ngày nữa thì mới đến cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Zelensky. Vì thế mình tin chắc rằng người Ukraine trong những ngày tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện những đợt tấn công như vừa rồi, với mục tiêu là phá hủy càng nhiều kho đạn của quân đội Nga càng tốt. Ngoài ra, Toropets không phải là mục tiêu duy nhất bị nhắm đến. Trong sáng ngày hôm nay, chúng ta nhận được một vài video nữa ở miền nam nước Nga. Trước hết là ở Krasnodar. Video cho thấy đám cháy dữ dội và các kênh tin thì nói rằng đây là do máy bay không người lái của quân đội Ukraine gây ra. Vậy khả năng cao đây cũng là một kho đạn nữa của quân đội Nga. Chưa hết, dịch lên phía bắc đến Tikhorets trong 24 giờ qua, đây đã là kho đạn thứ 3 bị quân đội Ukraine phá hủy. Nhìn vào bức hình này, có thể thấy rằng vụ nổ là rất khủng khiếp. Đến video này thì nó được một người dân ghi lại, họ đang di chuyển ở gần đó. Vụ nổ thực sự là rất lớn. Mình có cảm tưởng như đây cứ như là vũ khí hạt nhân phát nổ vậy. Còn đây là video thứ hai, nó vẫn cho thấy vụ nổ, nhưng là một góc quay khác. Hãy để ý rằng những kho đạn mà quân đội Ukraine nhắm đến gần như không được bảo vệ, tức là hàng rào phòng không của quân đội Nga, ít nhất là một số khu vực đang gặp vấn đề. Vấn đề của người Nga là lãnh thổ của họ là rất rất lớn, cho nên họ có hàng ngàn những kho đạn tương tự như thế này trải dài trên khắp đất nước, cần phải bảo vệ. Và khi mà người Ukraine nhận được vũ khí tầm xa từ phương Tây thì họ lập tức triển khai các đợt tấn công nhắm vào yếu điểm này. Vậy những đợt công kích vừa rồi của quân đội Ukraine có ý nghĩa gì? Chúng ta cần phải hiểu rằng điều này đó chính là đây mới chỉ là tập phim thí điểm hay là màn dạo đầu của quân đội Ukraine mà thôi. Những gì chúng ta đang chứng kiến là những gì Tổng thống Zelensky đang chuẩn bị để sắp tới ông sẽ đưa cho Tổng thống Joe Biden xem trong cuộc họp giữa hai vị lãnh đạo một vài ngày tới. Và đây cũng chính xác là một phần trong kế hoạch hòa bình của vị Tổng thống người Ukraine. Cụ thể thì nó như sau. Trong chuyến công du sắp tới Hoa Kỳ vào cuối tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tìm kiếm lời mời chính thức từ nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden để gia nhập NATO, cũng như cam kết liên tục cung cấp vũ khí hiện đại cho Kiev. Bloomberg có đưa tin, đây là một phần trong kế hoạch chiến thắng của nhà lãnh đạo Ukraine mà ông đã nói đến nhiều lần. Nó cũng cung cấp một con đường rõ ràng cho Ukraine để trở thành thành viên của Liên minh châu Âu và các thỏa thuận khác trong lĩnh vực kinh tế và an ninh. Nói chung, những đợt tấn công của quân đội Ukraine thì có lẽ đã được thực hiện bởi tên lửa tầm xa hay tên lửa đạn đạo gì đó mà họ được viện trợ từ phương Tây. Sắp tới, Tổng thống Joe Biden sẽ xem xét tình hình này rồi sau đó mới đưa ra quyết định là tiếp theo nên làm gì đối với Ukraine. Ngoài ra, chính quyền Ukraine gần đây còn đang phát tin tức này. Điện Kremlin đang chuẩn bị tấn công các cơ sở năng lượng hạt nhân quan trọng ở Ukraine. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine Sibiga cho biết trong một văn bản được truyền từ phương Tây. Theo ngài Bộ trưởng, chúng ta đang nói đến các thiết bị phân phối mở cửa nhà máy điện hạt nhân và trạm biến áp truyền tải. Những thiết bị này là rất quan trọng đối với hoạt động an toàn của năng lượng hạt nhân. Và rõ ràng, chúng ta nên mong đợi một sự khiêu khích khác tới từ Kiev. Nói ngắn gọn thì tin tức này có hàm ý đó là vì quân đội Nga không thể tấn công trực tiếp vào các nhà máy phát điện hạt nhân ở Ukraine, cho nên họ sẽ tấn công vào các cơ sở hạ tầng ở khu vực lân cận, phục vụ cho việc vận hành nhà máy. Mục tiêu thì khác nhau, nhưng kết quả thì vẫn là tương tự. Việc này vẫn sẽ khiến cho người Ukraine phải dừng các hoạt động của nhà máy điện hạt nhân của họ và tất nhiên sẽ dẫn đến sự ngắt điện trên gần như là toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Chính quyền Ukraine mà đã ra tin thì khả năng cao là đến 90% người dân Ukraine đã tin vào việc này. Và có lẽ nó cũng sẽ thực sự xảy ra trong tương lai. Bởi vì rõ ràng là Liên bang Nga sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn trước tình hình này, mà họ sẽ cần tìm ra giải pháp để kết thúc cuộc chiến nhanh nhất có thể, chứ không thể là để cho quân đội Ukraine thêm một năm nữa thực hiện hàng loạt các đợt tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ của họ.
Những đợt tấn công này tất nhiên là không chỉ được thực hiện bởi mỗi quân đội Ukraine, mà nó còn cần sự cho phép, thông qua hay là thậm chí là trực tiếp vận hành đến từ các đế quốc khác như là Mỹ và Anh. Và ai mà biết được mục đích thực sự đằng sau chuyện này là gì? Biết đâu đây lại là những đợt tấn công làm bàn đạp để phương Tây khơi mào cho thế chiến thứ ba. Chúng ta cũng không thể biết được. Hãy cùng chờ xem Liên bang Nga sẽ có động thái đáp trả như thế nào trước tình hình này. Còn giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với các diễn biến trên chiến trường. Bắt đầu ở tiền tuyến Nam Donetsk. Trong ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng thảo luận về video này. Nó cho thấy quân đội Nga thực hiện một đợt tấn công khá quy mô với nhiều tăng thiết giáp. Họ đã thành công vượt qua dòng sông Kalachmhak và mở rộng được phạm vi kiểm soát về phía Bắc đến Novokurenka. Đến sáng ngày hôm nay thì chúng ta có thêm video này, cho thấy cũng là một đợt tấn công với tăng thiết giáp nữa từ người Nga, nhưng lần này quy mô nhỏ hơn, chỉ có vài chiếc mà thôi. Dù sao thì cả hai video cũng đã xác nhận cho chúng ta rằng quân đội Nga với hai mũi tấn công như thế này đã vượt qua dòng sông thành công và chiếm được một vài hàng cây. Khả năng cao từ vị trí này, người Nga sẽ di chuyển tiếp theo theo hướng Đông Bắc nhắm đến khu vực Boho Yavalenka. Có kênh tin Ukraine cho biết nơi này đang chẳng khác nào địa ngục trần gian cả, khi mà quân đội Nga với quy mô lực lượng khủng khiếp đang vừa dội hỏa lực vừa tấn công một cách ồ ạt trên mặt đất. Bên cạnh đó thì ta có video cho thấy Boho Yavalenka đã bị dội hỏa lực bằng bom chùm RBK-500. Đây là loại vũ khí được thiết kế chuyên để gây thiệt hại lên người và tăng thiết giáp. Lần gần nhất mà quân đội Nga sử dụng nó một cách ồ ạt như vậy là trong cuộc chiến ở Avdiivka. Và giờ thì họ đã đem RBK-500 đến với tiền tuyến này. Vậy có lẽ người Nga sắp sửa kích hoạt một chiến dịch quy mô ở đây. Đối với video này thì nó được ghi nhận ở khu vực mỏ than của Nam Donbass số 3. Nó cho thấy quân đội Nga đã dội hỏa lực vào các hàng cây và cánh đồng lân cận. Hãy cùng chờ xem trong bao lâu nữa thì một chiến dịch mới sẽ được quân đội Nga phát động. Mình không biết là đến lúc này quân đội Ukraine có còn trụ vững nổi hay không nữa. Dịch một chút lên khu vực phía Bắc. Trong ngày hôm qua thì đã có nhiều kênh tin cho biết rằng quân đội Nga đã tiến vào nhà tù số 82 ở gần với Hostra và chiếm được phần phía Bắc của nhà tù. Đến ngày hôm nay thì có một mapper thân của Nga rất uy tín thông báo rằng toàn bộ nhà tù đã bị quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn. Nếu như tin tức này là đúng thì người Nga đã lại đạt được một mục tiêu nữa, và mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là dồn quân về đây, giải quyết nốt Maximilianivka để tìm kiếm cơ hội tiếp cận khu vực ngoại ô Kurakhov. Di chuyển đến tiền tuyến Pokrov, trong ngày hôm qua ta không có tin tức gì mới ở khu vực Hianik. Nhắc lại một chút, trong bản cập nhật lần trước, khi mà ta nhận được tin tức cho biết rằng quân đội Nga đã tiến vào khu vực phía bắc của khu định cư này. Tiếp nữa là chiếm được mỏ than ở Selidivsk ở phía tây của Ukraine, cũng như là mở được phạm vi kiểm soát ở khu vực phía đông của Selidov. Đối với khu vực phía bắc thì gần đây, quân đội Ukraine đã chuyển hướng các hoạt động hậu cần của họ đến Pokrov. Cụ thể thì họ quyết định thay đổi cung đường hậu cần thành sử dụng tuyến đường sắt Dobropinlia. Nhưng tuy nhiên, đường sắt này là loại truyền thống đã có từ rất lâu, chứ không phải là loại đường sắt tốc độ cao với nam châm điện. Tuy nhiên, việc này cũng đã bị quân đội Nga nắm bắt khi mà trong ngày hôm qua, sau khi phát hiện ra cả một mạng lưới hậu cần, thì họ đã lập tức dội hỏa lực ác liệt vào khu định cư này. Có lẽ họ sẽ tiếp tục làm điều này trong những ngày tới để gây thiệt hại lên quân số chi viện của Ukraine di chuyển về Pokrov. Đối với Novorodivka, trong ngày hôm qua quân đội Ukraine đã tổ chức một vài đợt phản công. Nhưng tuy nhiên, trong những nỗ lực của họ đã trở thành công cốc, khi ngoài tổn thất ra thì họ chẳng có được thêm bất kỳ một thứ gì cả. Di chuyển đến khu vực thành thị Torez. Trong ngày hôm nay chúng ta không có video gì, nhưng mình thì muốn thảo luận với mọi người về tin tức này. Nhiều mapper có cả thân Nga lẫn trung lập đều là những kênh khá uy tín cho biết quân đội Nga hiện tại đã chiếm được đến 60, thậm chí là 70% khu vực thành trì ở trung tâm khu định cư. Đây là một điều rất quan trọng. Nếu như nó đúng thì tức là người Nga đã thành công chia khu vực này ra làm 3 phần. Phần đầu tiên là khu vực phía Bắc. Có lẽ quân đội Ukraine sẽ giữ được trong một thời gian dài nữa vì nó có liên kết trực tiếp với Kostiantynivka ở bên trên. Phần thứ hai chính là khu rừng này, còn phần thứ ba là mỏ than cùng với bãi đổ thải ở đây. Giờ thì người Nga có thể giải quyết từng phần một và khả năng cao họ sẽ kết thúc trận chiến ở mặt trận này nhanh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Di chuyển đến tiền tuyến Kupiansk. Trước hết, chúng ta có video này, nó cho thấy quân đội Nga đã cắm được lá cờ của họ xuống căn nhà trung tâm khu định cư Neversk, xác nhận rằng người Nga đã chính thức kiểm soát toàn bộ thị trấn. Cách đây vài hôm, cụ thể là vào ngày 17, thì những diễn biến ở đây đã bắt đầu được đưa lên. Ví dụ như đây là mapper thân Ukraine cho biết, người Nga cũng đã chiếm được thêm rất nhiều vùng lãnh thổ và tiến sát đến khu định cư.
Đừng quên rằng tính từ đầu tháng thì chúng ta còn nhận được rất nhiều tin tức ở khu vực xung quanh Makivka ở phía Bắc nữa. Và hiện tại, khu định cư này cũng đã bị quân đội Nga chiếm đóng. Tổng kết lại, với hai mũi tấn công chính thì quân đội Nga tính đến thời điểm này đã giành về cho họ cả hai khu định cư. Mình nghĩ tiếp theo thì họ sẽ cố gắng giải quyết nốt khu vực cánh đồng nằm giữa hai thị trấn này để co ngắn chiều dài tiền tuyến. Đối với hoạt động này thì mình nghĩ nó sẽ không mất nhiều thời gian vì chủ yếu là do quân đội Ukraine không có bất kỳ trận địa hay là dãy chiến hào nào ở khu vực này để dựa vào và phòng thủ. Do đó khả năng cao là rất sớm thôi, có thể là trước khi mà tháng 9 kết thúc thì người Ukraine sẽ tập hợp lực lượng và rút lui về phía bên kia sông Zedebet để tránh nguy cơ bị bao vây từ quân đội Nga. Thời điểm mà quân đội Nga chiếm được nốt khu vực cánh đồng này và co ngắn phạm vi tiền tuyến thì lúc đó họ sẽ giải phóng được một cơ số quân khá lớn và lượng quân này hoàn toàn có thể được phục vụ cho việc đánh tiếp xuống phía Nam nhắm đến các khu định cư dọc theo sông Zedebet. Giờ thì ta có thể nói là cuộc chiến thứ 3 cho Liman đã và đang đến rất gần. Tất nhiên đây sẽ không phải là một thế trận một chiều cho quân đội Nga. Họ đã từng kiểm soát thành phố này trong năm 2022, nhưng rồi sau đó đã bị quân đội Ukraine giành lại. Từ đó đến nay cũng đã là một khoảng thời gian dài rồi, vậy nên chắc chắn là người Ukraine đã phải cải thiện hàng rào phòng thủ của họ ở khu định cư lên rất nhiều. Di chuyển đến khu vực phía bắc tiền tuyến, hai khu định cư là Kolinitskivka và Hluskivka với khả năng cao sẽ là hai khu định cư sụp đổ đầu tiên, vì chúng đang nằm gần với vùng kiểm soát của quân đội Nga nhất. Sau khi thành công chiếm cả hai thị trấn này và chia đôi vùng lãnh thổ này ra làm hai thì mình cho rằng quân đội Nga sẽ ưu tiên đánh xuống phía nam trước để họ bọc hậu toàn bộ những khu định cư ở khu vực này như Borova và Kopansky. Nói tóm lại, về mục tiêu dài hạn thì người Nga sẽ nhắm đến Borova với hai mũi tấn công như thế này. Trên thực tế thì cách đánh này đã từng được quân đội Nga áp dụng trong năm 2022 và họ đã có được những thành công nhất định với nó. Chiếm được Borova thì mình nghĩ họ sẽ lại di chuyển tiếp xuống phía nam. Còn đối với khu vực phía Bắc thì mình cho rằng quân đội Nga sẽ không vội. Riêng với khu vực này thì họ chưa cần phải chiếm, mà thay vào đó chỉ cần dội hỏa lực cũng đã để giữ được cho lực lượng Ukraine bị ghìm chân ở đây, không di chuyển được đến những tiền tuyến khác để chi viện. Di chuyển đến Vokchan, sau một quãng nghỉ rất dài thì trong ngày hôm nay chúng ta nhận được một video từ phía quân đội Nga cho thấy họ đã phát động một đợt tấn công lên Tikhe và thành công tiến vào thị trấn. Mình nghĩ là đến giờ thì họ đã chiếm được khu định cư. Và đúng là như vậy, khi mà có nhiều kênh tin Nga khá uy tín cũng đã xác nhận về việc này. Đây là một diễn biến quan trọng, vì thế hãy cùng bám sát nó trong vài ngày tới. Di chuyển đến vùng Kursk, khu định cư tâm điểm mà ta cần phải chú ý trong khoảng thời gian này là Sverdlovsk. Tuy nhiên từ ngày hôm qua đến giờ thì vẫn chưa có tin tức gì mới, chỉ biết là người Nga đã tiếp cận được ngoại ô thị trấn mà thôi. Ngược lại thì ta có rất nhiều video ở khu vực phía Bắc gần với Lyubimovka và Zelyony Sayak cho thấy rất nhiều tăng thiết giáp và các hệ thống pháo binh. Vũ khí của quân đội Ukraine bị quân đội Nga phá hủy bằng máy bay không người lái. Có thể nói là người Ukraine đã ổn định được tình hình. Tất nhiên là do họ đã đưa được thêm rất nhiều quân chi viện tới đây. Nhắc lại một lần nữa, cuộc họp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Joe Biden sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Vì thế rõ ràng là Ukraine sẽ cần chuẩn bị một bộ mặt đẹp nhất có thể. Kiểu như là chúng tôi có thể ổn định tình hình. Việc của chúng tôi là trụ vững và chúng tôi đã làm được. Còn việc của các sĩ quan NATO hay Hoa Kỳ là sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào bên sâu lãnh thổ của kẻ địch. Đây chính là kế hoạch hòa bình. Về phía Nga thì tất nhiên là họ cũng hiểu điều này. Do đó họ biết rằng vào khoảng thời gian này chỉ cần họ thành công gây thiệt hại nặng nề lên quân đội Ukraine hoặc đẹp hơn là bao vây một lực lượng lớn quân Ukraine bên trong vùng Kursk thì đây sẽ chẳng khác nào một sự sỉ nhục đối với người Ukraine khi chính họ là bên kích hoạt ra chiến dịch này để rồi khiến cho bản thân bị bao vây thì lúc đó uy tín của Tổng thống Zelensky sẽ bị tổn hại nặng nề. Kế hoạch hòa bình của ông sẽ bị hủy hoại và chắc có lẽ sẽ chẳng có vị lãnh đạo nào muốn nói với ông về những thứ liên quan đến hòa bình trong tương lai nữa. Di chuyển đến Malaya Lugnia, nếu như bạn để ý thì có mapper để thị trấn này là do quân đội Ukraine kiểm soát, có mapper thì lại để là do quân đội Nga. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta có một video có thể làm sáng tỏ phần nào cho sự đối lập này. Nó cho thấy quân đội Nga từ bên trong Malaya Lugnia đã sử dụng máy bay không người lái để đi sang những khu định cư lân cận tấn công vào. Cùng xem lại video một lần nữa thì hãy chú ý vào giây thứ 5 của video. Để ý vào các ngôi nhà và bức tường trong video ở trên hệ thống bản đồ thì chính là khu vực này. Vậy là chiếc máy bay không người lái đã được triển khai ở đây. Rồi sau đó nó bay về phía tây và tấn công vào khu vực này. Xác nhận rằng quân đội Nga vẫn đang giữ vững được quyền kiểm soát của họ ở bên trong Malaya Lugnia. Nhưng tuy nhiên có vẻ như họ đã bị bao vây.
Dịch lên phía Bắc thì chúng ta có video này nữa, cho thấy quân đội Nga tấn công vào quân đội Ukraine. Từ video này ta đã suy ra hai khả năng. Một là Malaya, Lugnia đang bị bao vây và lực lượng Nga từ phía ngoài đang cố gắng tấn công vào quân đội Ukraine với mục tiêu là để giải vây và thiết lập một cung đường rút lui an toàn. Thứ hai là Malaya, Lugnia chưa bị bao vây, vì thế họ mới đang tấn công để hoàn tất quá trình này. Do đó, quân đội Nga trong video vừa rồi mới cần phải phản công để ngăn không cho kẻ địch của họ đạt được mục đích. Nói tóm lại, chúng ta đang không biết trường hợp này trong hai trường hợp trên mới là thực tại. Nhưng giả sử như quân đội Nga giải vây thành công và vẫn giữ được Malaya, Lugnia chẳng hạn, thì đây có thể nói là thảm họa dành cho quân đội Ukraine. Vì giờ quân đội Nga đã và đang tấn công ở khu vực là Lyubimovka rồi, cộng kèm với một mũi tấn công nữa từ Malaya, Lugnia, thì người Nga hoàn toàn có thể thiết lập một cái nồi hầm dành cho quân đội Ukraine ở khu vực phía Bắc. Và điều quan trọng ở đây là người Nga vẫn còn đủ thời gian để làm việc này trước cuộc gặp mặt của Tổng thống Biden và Tổng thống Zelensky. Chúng ta cũng có một vài video ở Pokrovka cho thấy quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào quân đội Ukraine ở thị trấn này. Khả năng cao là để họ ngăn không cho lực lượng Ukraine ở đây di chuyển xuống tâm điểm Malaya, Lugnia ở ngay phía dưới. Tựu chung lại thì mình nghĩ khu vực này sẽ là khu vực mà quân đội Nga chọn để đặt cái nồi hầm của họ, vì quân đội Ukraine được nhận lệnh là không được phép rút lui khỏi khu vực này. Do đó người Nga sẽ tận dụng điều này để chuyển hóa nó thành lợi thế. Đối với khu vực Gluskovo thì hôm nay là vẫn như vậy. Vẫn là các video cũ, tổn thất của quân đội Ukraine tiếp tục được gia tăng khi mà rất nhiều tăng thiết giáp họ đưa đến đây vượt qua biên giới để tham gia vào các đợt tấn công thì đều đã bị phá hủy. Người Ukraine đã bị đánh bại hoàn toàn và họ chưa thể chứng minh được rằng quyết định phát động tấn công của họ ở khu vực này là một quyết định chính xác. Và đó là tất cả thông tin có trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.